ngộ đạo hay là chưa kiến tánh thì tâm họ lúc nào họ cũng muốn dành cho cái bản ngã của họ. Thành ra đó, chút nữa thầy sẽ giảng cho bà Quỷ Báo, tức là khoảng 1 giờ thì nhà hoàng bên đó nó chuẩn bị, nó đưa vô đây khoảng 1:15, thì khoảng 12 giờ, tức là giờ ngọ, thì thầy sẽ tăng tọa, thầy thuyết pháp cho bà. Tại lúc đó nó sẽ trung ấm bà, nó biết những cái gì bà vô đây. Ở trong cái trạng thái này, hồi tối thầy thức là 1 giờ sáng để thầy lật ra cái bộ của Hòa Thượng Kiến Châu để coi cái thân trung ấm mà độ cái người mà ở trong trạng thái thân trung ấm. Mà nhất là bữa nay là ngày 20 của bà, ngày mai là ngày 21. Cái thần thức 21 ngày rất là quan trọng đối với cái người mà chưa có việc ở trời và đi trong thời gian mà để chờ. Thành ra tôi sẽ giảng cho bà thấy những cái gì và cái nguyên nhân nào mà trong thời gian 49 ngày người đó không được siêu. Và quý vị nên nhớ một cái điều rất là quan trọng, chẳng hạn khi bà bước vô, tại sao mình lại có những cái tưởng không? Tưởng địa tạng ở trong này và tưởng địa tạng lộ thiên. Tưởng địa tạng lộ thiên á, là khi mà những người vô không được vòng trong này mà bước vô vòng ngoài, cũng như ở trong cung trời nó có những cái là nội diện và ngoại diện. Thì quý vị biết có một cái điểm mà chúng ta ít cho để ý đó, là lúc mà chúng ta sắp chết á, thì vô số cái lời quỷ thần nó giả làm người thân để nó kéo cái thần thức nó đi vào đường ác, có không? Thì là số quý vị ba má quý vị sắp mất á, hay là ông bà nội bà phúc, bây giờ thấy những người đã chết rồi từ từ bắt đầu mới đi. Thì trong thời gian trung ấm này á, nó còn bị 100.000 lần lúc mà mình còn thân người đó, thì vị thầy có thể là tụng chú lăng nghiêm, làm những cái gì đó để cho người đó quỷ thần nó chắc xa ra, nó không kéo người nó đi vào cái ba đường ác. Nhưng mà giờ chẳng hạn như bầu quỷ báo bà thì rất là dễ đi vào đường ác, là cái thân trung ấm ta có thể bay một vòng về Việt Nam là bà thấy được con bà, rồi bà đám díu con bà, thấy chưa? Thành ra mình phải khai thị cho bà tỉnh. Cái thứ hai nữa đó là bà thấy được những ba má của bà, thì những cái loại quỷ thần nó đều kéo bà đi. Nhưng mà theo cái luật của cái vấn đề mà luân hồi đó, thì trong vòng 49 ngày này nó chưa kéo được, nó dụ dỗ, nhưng mà nó làm cho bà đi đúng cái ngày 49 ngày. Nếu mà mình không dùng mọi cách cứu bà thì cái ngày 49 bà sẽ đi vào đường ác ngay. Tại vì chẳng hạn như bây giờ quý vị mà thương cha mẹ quý vị quá, mà cũng như thầy Thiện Nhân bị giống tôi vậy đó, nhưng mà ông thương cha mẹ quá, tới giờ chót mà ông bị sanh cái gì đâu, không có giảm sanh, ông đi về nổi người, thì trong thời gian đó rất là quan trọng. Bởi vậy tại sao phải có những cái cúng tường thách, mà tại sao phải làm sao cái thanh trung ấm này nó tỉnh táo để mà nó đi vào cái cõi lành. Quý vị biết rằng cũng như tại sao mà cái câu mà đức trọng quỷ thần kinh, cùng ra chỗ đó mà có người thì bị quỷ thần bắt quậy phá, mà có người thì quý thần không dám đụng. Tại vì trong thời gian ở cõi trần này đó, thì người có phước là có gì quý vị? Có tiền, phải không? Cái phước thì chúng ta từ cõi trời, từ cõi nào chúng ta đến thì chúng ta có phước đó, thì chúng ta rơi vào cái gia đình đầu tiên ta có tiền. Nhưng mà rơi vào gia đình nhìn giàu có, cha mẹ đạo đức, có xe có cổ sẵn hết rồi, có những đứa nó lọt vô cái thì ba má nó ra là triệu phú, có chưa quý vị? Có. Nhưng mà có những người khách phước là lọt vô cái là gặp vô cái gia đình là homeless, hoặc là gia đình nghèo, hoặc là gia đình đó là cha mẹ xì ke ma túy. Cho nên khi mình lọt vô rồi đó, cái phước nó biết thành tiền. Mà khi người có tiền rồi đó, có cùng một làm một việc ác đó, cùng phạm một cái tội đó, nhưng mà có tiền chạy được sư rồi ở tù nhẹ hơn không? Nhẹ hơn. Đó. Cho nên ở cõi âm cũng vậy, trong thời gian này là cái thời gian mà chúng ta tạo để đưa tiền xuống bà xài được không? Không. Ở cõi âm thì lại là chuyển tiền trở thành phước để xài nha. Thì cái khoảng chừng 12 giờ tôi sẽ giảng, tôi giảng chuẩn bị trước cho bà vô đây để bà biết bà những cái gì để bà đi bà làm. Thì 12 giờ chúng ta hội tụ lên đây, khoảng 11:45 đi, 12 giờ bắt đầu thì giảng cho bà quỷ báo. Khi bà bước vô đây, bà biết làm những cái gì để bà được tăng phúc đức trong cái ngày 21, tức là cái ngày Chủ nhật ha. Và chúng ta phải làm những cái đó để cứu bà quỷ báo, nhớ kỹ. Và những cái cảnh giới bà sẽ thấy những cái gì, rồi tại sao mà bà lại không vô được làm, mà tại sao những cái người chết quẩn tử không vô được làm, mà làm cách nào để cho họ vô được làm. Đó là những cái mà bên mật tông mới nói, chứ bên hiện tông không có nói. Thành ra quý vị để ý rằng lúc nào cũng như chúng ta vượt biên đến đảo, thì quý vị biết đến đảo rồi đó, thì có nhiều quốc gia đến chọn lựa chúng ta để chúng ta nộp đơn chúng ta đi định cư. Nhưng mà tại sao chúng ta chọn ở Hoa Kỳ
chúng ta chọn Úc Châu, chúng ta chọn, không ai chọn đi Pháp hết, và không ai đi chọn những cái nước mà nó không có nổi tiếng hay là những cái nước mà nó cực khổ. Cho nên trong thời gian này là phải làm mọi cách để cho bà Huệ Báo bà có phước. Và cái đầu tiên ngày hôm nay muốn cho là bà có phước thì phải giải quyết cái vấn đề nợ nần của bà còn ở lại thế gian này, giải quyết cho liền. Nhớ kỹ quý vị thương bà, người nào mà còn cho tiền mượn bà không tiền á thì lên á coi như xóa nợ cho bà đi, rồi kê khai của Hồng Đức làm sẵn cái bản là cái tiền nhà hoàng còn bao nhiêu, bà còn thiếu chùa bao nhiêu, tiền gì đó mình xích từ cái quỹ mà tương trợ của làng ra đó để mà thanh toán cho bà, giúp cho bà đi nha. Thì một cư dân dù gì đó cũng ở trong làng, nhớ kỹ dùng cái chữ giúp nó không đúng đó. Dùng cái chữ giúp hoàn toàn sai, chẳng hạn như tôi phải nói rõ là cái chữ giúp ở đây có cái bà kia bà nói là con mới vừa xuống chứ giúp cho cụ Vệ Báo rửa chén, là tôi chỉnh bà liền, tôi đã chỉnh mà tôi không nói cho pháp hội, tôi nói con cái làng này là đại gia đình nha. Bây giờ quý vị đừng có bao giờ nói câu này, chẳng hạn như bây giờ thiện hội nó về nó nói nó giúp vợ nó rửa đống chén, đừng nói câu đó. Gia đình của thiện hội hay là gia đình của ông Hàng vậy, gia đình chung, chúng ta cũng ở trong một gia đình, người nào rảnh thì người đó phụ một bàn tay, đừng bao giờ nói giúp. Ở trong làng này đừng bao giờ nói giúp ai hết, mà chúng ta phải có bổn phận và trách nhiệm, người khỏe thì làm việc nặng, người yếu làm việc nhẹ. Và đừng có bao giờ tôi không muốn nghe cái chuyện giúp nữa, tôi giúp cô Hồng Đức làm này, tôi giúp cái sư cô này làm cái, không có giúp. Trong gia đình á, mà quý vị còn dùng chữ giúp là sai rồi. Cũng như vậy, bây giờ nó rửa chén cho vợ nó, nó là con giúp cho vợ, con không có giúp gì hết. Gia đình này, bây giờ cái làng này có phải là đại gia đình không có gì, mà chúng ta có phải là bà con nhiều đời mới chui vô đây không? Có thể là chúng ta chưa có từng thấy là bà Huệ Báo đời tiền kiếp, nhưng bà cũng là cha mẹ của chúng ta rồi. Cũng như bây giờ quý vị thấy nè, thiện hội mặc dù nó là cái con cái sinh để mà đưa bà Huệ Báo vào đây, nhưng mà chắc chắn trong nhiều đời đó bà Huệ Báo cũng là từng là bà nội bà ngoại của thiện hội rồi. Cho nên từ nay thầy không muốn dùng những từ chỉ giúp nữa, sai. Ở trong làng này là chúng ta phải có bổn phận trách nhiệm là đại gia đình, chứ bà vợ hay ông chồng mà nói tôi giúp cho ông làm cái này đi giúp ông kia, người đó chưa bao giờ hiểu được cái chữ gia đình là cái gì hết. Mà người nào trong làng này còn nói chỉ giúp là người đó chưa hiểu được là chúng ta là cái gì. Mà bữa nay tôi phải nói một cái, tôi đố với những cái chìa khóa để nhận sanh là cái gì nữa nha. Ở trong mật tông có nói rất là rõ cái chìa khóa để nhận sanh, và chút nữa tôi sẽ đố với gì theo khi quý vị tu, và đồng thời tôi cố gắng ngày nay tôi giảng để trả lời câu hỏi của Huệ Minh đó. Huệ Minh nó nhận được những câu hỏi của những đứa trẻ sinh trưởng tại Hoa Kỳ, là nó hỏi tại sao phải đi tu. Mà cái câu hỏi này đó tụi con tôi rất là thường, thì giảng rất là lâu, nhưng mà tụi con coi thường lắm. Nhưng mà thật sự cũng phải là ôn lại cho tụi con thấy rõ, kể cả những ông cụ này cũng phải hỏi tại sao chúng ta phải vô làm, tại sao chúng ta phải cạo đầu, tại sao chúng ta phải giữ giới, mà tại sao chúng ta phải khép mình vào cái khuôn khổ giữ giới, ăn chay và làm những việc thiện. Chúng ta phải xác định lại chúng ta tại sao phải đi tu. Thì đứa bé nó hỏi Huệ Minh, phải Huệ Minh đó là mấy đứa nhỏ qua kỳ này hay sao vậy? Con của một trong năm chị em của Vũ Long công chúa. Tại sao phải đi tu? Rồi thì cái đề tài nó đặt ra thì thầy cũng giảng tất cả những cái gì từ đây tới ngày chủ nhật, là thầy phải cố gắng đi mỗi một ngày. Ngày hôm nay là chúng ta vừa là tụng bộ đi tạng sống như ông bộ, rồi qua phòng cúng cơm, rồi 12 giờ thầy tới nên đi giảng cho thanh trung ấm ba nghe, để ba biết cái gì kia ba bước vô chùa, ba biết cách nào để ba có thể thoát khỏi ba đường ác. Nhà bả bây giờ là ngày đêm trông ngóng này, quý vị đặt hoàn cảnh quý vị thôi, quý vị đang ở trong làng, quý vị đi chơi thăm con cháu, rồi quý vị chết bệnh tử chỗ đó, giờ quý vị bơ vơ không biết nương vào đâu, thì nương vào vị thầy này với ai nữa nha. Cho nên đó, chúng ta phải làm mọi cách để cứu bà báo, chứ không có phải mặc dù cơ hội giảng sanh bà không còn nữa, mà chỉ còn cơ hội về các cõi trời. Đó là quyền lực ngày địa tạng, và chúng ta nên nhắc nhở rằng nhiều người mà hỏi thầy bà Huệ Báo bà có pháp danh, bà có quy y đúng nha, nhưng mà có nhiều phật tử đã quy y rồi có không, nhưng mà họ không thuộc cái hệ thống này, họ muốn vô làm không, họ tự động họ vô, họ xin ngủ lại Hồng Đức cũng phải hỏi này kia mới cho vô, đúng không quý vị, đúng không quý vị? Phòng thì trống đó, nhưng mà đâu phải ai cũng vô được,
rồi có những vị sư từ lúc đó từ Việt Nam đi qua, họ không biết gì, không biết nguồn gốc. Quý vị muốn đưa vị sư nó vô, không biết có gọi sư phụ không? Mặc dù ông nói là ông tăng đó, cho thấy ở thế gian này có cái luật lệ của thế gian, và cái đàn này cũng có luật lệ của ông đàn này. Chẳng hạn như bây giờ một cái bác đạo bên Arizona đó, ông sinh 1950, phải không? Ông nói vô tu thử, ông có tên là ông gì? Ông như là Tuệ Nguyện. Tuệ Nguyện, không phải đệ tử của thầy. Ông từ Arizona, ông biết bạn bè với cô Phát Ngọc đó, đồng môn hả? Ồ, qua đây mới biết để nhận bà con Arizona. Thì ông sinh xuất gia, ông sinh xuất gia tốt rồi, ông nói ông lớn tuổi rồi, ông Quỳnh ông có xuất gia được không? Thật sự mà nói lớn tuổi mà cũng không có lớn, ông đang sinh trong 50 so với cái mấy ông già trong này là bé đi thôi, đúng không quý vị? Tôi nhỏ hơn ông 2 tuổi mà tôi làm cỡ này thì ông phải làm hơn tôi lên, cho thấy rằng ông nói rằng là ông già ông vô đây ông bệnh ông sợ làm không được. Tôi nhận hết, nhận tất cả mọi người từ luật căn không đầy đủ thôi, nhưng nghĩa là mình làm theo cái sức của mình, mình không có làm việc nặng được thì mình làm việc nhẹ. Xuất gia có nghĩa là phục vụ chúng sanh chứ không phải vô đây để chúng sanh phục vụ, một cái điểm rõ ràng nhất. Nếu vô đây mà để chúng sanh phục vụ thì người đó sẽ đọa lạc ngay, người đó sẽ đọa mắc nợ của đàn na tính thí. Vô đây mà ăn của Phật tử là phải múa tới ngày cho nên đừng có điểm mặt, tu đúng nghĩa không có sướng đâu nha. Thành ra rồi cái vấn đề bây giờ tôi nói chuyện với chú Thầy Đức, tôi đặt cho hỏi liền là tại sao tôi nhận ông có 30%. Thứ nhất là ông sinh 1950, là cái thời gian ông phải đi đứng chưa cái gì trong tuổi của động viên không? Động viên chứ sống động viên được. 1950 là phải ở trong cái tuổi đó là tuổi dính tuổi lính rồi nha. Những người mà sinh 1955 á là cũng là phải dính tuổi lính, là đừng nói là 50, đúng không? Ông Thiệu tổng đồng viên năm 1973 mùa hè đó lửa là tất cả 18 tuổi phải vào quân đội hết đó, tôi nhớ tôi tổng đồng viên nha. Rồi bây giờ ông nói ông là giáo sư dạy học, mà ông dạy học mà ông hỏi có đi lính không, ông nói ông không đi lính. Không đi lính tức là sao? Tại hồi xưa tất cả những giáo sư của Việt Nam Cộng Hòa giáo chức là thuộc về Bộ Giáo dục, mà muốn được học lệ để dạy là phải qua cái chương trình là đi vô học quân sự Thủ Đức, học xong rồi ra bị phái trở lại, đúng không quý vị? Nhưng mà ông tôi đặt câu hỏi là tại sao mà ông lại không có nằm trong cái giáo chức mà lại được miễn dịch, không có lý do đó. Thành ra mình phải tìm hiểu cái điểm đó, quý vị có đồng ý không? Thành ra đó là có nhiều người thấy ông hiền, mà tôi nói ơi hiền hồi xưa Việt Cộng nó nằm dùng cái hiền không quý vị? Hiền mình mới nuôi nó, cho nên cái điểm đó mình phải quét sạch. Có gì có đồng ý không? Tại vì những ông đó mà muốn đi dạy học đó, là phải vào trong Thủ Đức. Kêu là sau khi cái luật mà tổng đồng viên năm 69 đó, thì tất cả những vị giáo chức phải đi vào trong đó thủ ở Thủ Đức, rồi ra nơi đông chứng quý, rồi sau đó về Bộ Giáo dục Bộ Quốc phòng là làm thời gian đi trong lương trường này, nó mới biệt phái trở lại là mang dẫn quân đội. Nhưng mà nếu cần thì ông Thiệu ký cái lệnh là kêu là những người nó phải vào đi lính liền, kêu là coi như là trừ bị đó. Nhưng mà ông nói ông không đưa lính thì chúng ta phải đặt câu hỏi coi tại sao quý vị phải để ý như thế đó. Cho nên những vị hộ pháp không phải là họ thấy một cái người nào vô mà họ cho vô. Thành ra cái bà lễ báo này bà muốn vô làng á thì bà phải phát ra những cái gì, cái gì để ID mà hộ pháp biết được cái người này có tu không có tu. Ở thế gian này mình qua cái cổng mà của tụi TSA ở phi trường là check bằng cái ID, đúng không quý vị? Rồi có những người clear, có những người mà reject thì nó cho cái cửa đặc biệt, đúng không? Còn những người không có thì nó lùng nó xét. Nhưng mà ở thế gian, còn ở cõi âm thì là cái gì? Hộ pháp mà xét là cái gì? Chút nữa tôi kể cho quý vị nghe. Có hết, trong này không có. Không kể gì? Kể cho bà gửi báo nghe, chứ giờ kể cho con nghe con chưa chết. Hộ pháp mà kiểm bằng cái gì? Không xài ID nữa. Ở dưới là xài bằng cái gì? Đó là những cái là bữa nay tôi phải đem lên tôi giảng, nhưng mà giảng cho bà quỷ báo. Con gì là con chết, mà con đi lang thang con chết á, mà không đọc vô làm, đúng là sư phụ phải giảng cho con nghe. Cử gì? Nhưng nãy tôi thấy anh Trình Diệu, ông Tùng đánh mỏ mà ông đánh thấy chậm quá, mà tôi gõ mấy lần mỏ lên. Thì lúc đó là tôi bắt đầu tôi cứ gõ mấy lần, nhưng mà cái nhìn của ông, cái tôi hiểu liền, tôi thấy thương. Tại vì bây giờ ông ta bảy mấy rồi, ông già rồi,
mà cái giống như cái xe cũ của tôi mà xe mà đời 80, mươi 1980 đó, muốn chạy cho tôi quay đó, nhiều khi nó muốn kèm mà mình đạp ra mình không được, phải không? Thì nghĩ thông cảm về này, cái lúc tôi nổi sân rồi, đó là cái nhất ông cũng tỉnh bơ, đó lần thứ hai ông cũng rời về, đó lần thứ ba ông cũng vậy thôi, nhưng mà tôi nghĩ là cái xe ông giống như xe của tôi rồi, phải không? Rồi bây giờ có Hồng Đức cũng và những người mà trong làng này không những người đánh bỏ nhanh không đánh được nữa, tôi biết có đến bỏ lớn cũng đánh không nhanh bằng hồi xưa cách đây 10 năm nữa, bởi vì nhà ông cái nhiệt độ hồi xưa rất là nghiêm, mọi bên làng bên kia cũng vậy đó, ông tự mình gì đánh không được, người ta đi làm nghề đứng cứng rồi không đánh không được nữa. Hồi đó có thầy có sư chú thầy giác đánh được nè, có Hồng Đức đánh được nè, rồi thầy tự mình đánh được, rốt cuộc rồi bây giờ đó là mấy cái xe này bắt đầu cũng là bắt đầu máy nó cũng phải cần review hết rồi, thấy không? Học Đức có cái bút mấy ngày mai à, mà cũng đã yếu là tại xài không kỹ. Tại cái lúc mà rô đai, cổ đi rô đai tập bị tập bạ không thành ra nó hư. Hồi đó cô Dưỡng Sanh không có rô đai cổ cho tốt. Chúng nó chạy quên đổ nhớt rồi thành ra dèo máy cũng được thời gian à. Nhưng nghĩ qua cái là thương ổng liền à, dồn nó thấy. Đứa chết cha rồi, ổng thấy cái mỏ thì nhẹ nhưng mà cứ khỏi lên nó xuống vậy nè. Ổng cứ lì đó. Thành ra tụi con đặt cái tình thương thì tôi chuyển được hết. Giúp đỡ thầy giảng là làm cách nào để cái thanh trung ấm đi qua được những cửa ải của hộ pháp. Làm thế nào mà chúng ta giảng sanh, làm thế nào mà chúng ta được siêu thoát vào ba đường ác ở trong cái thời gian thanh trung ấm này rất là quan trọng. Thành ra khi mà bỏ thời gian nghiên cứu lại coi kỹ đó thì sẽ ông Kiến Châu có nói rõ trong đó. Chúng ta cứ nghe mỗi tình thất chúng ta cúng cho ăn là phụ mà cho họ thoát được ba cái đường ác địa ngục, nếu quỷ súc sanh mới là chính nha. Thì bữa nay 11:45 tụi con tập trung lên đây, thầy giảng cho cái thân trung ấm của tàu bị báo nghe để bà biết làm cái gì trong thời gian này. Và cái ngày lễ 21 ngày của bà là ngày chủ nhật, là ngày đi quả tán cũng rất là quan trọng. Thì chúng ta cứ là cố gắng ngày nay làm sao đi cho được hai bộ kinh Địa Tạng rồi giảng pháp, rồi ngày mai đó là đi một buổi thứ ba rồi giảng pháp cho bà hoặc là giảng cho đại chúng. Những cái bộ kinh mà thầy giảng bây giờ nó nằm ở trên mạng thì nó có lợi ích là có được người nào nghe mở được cái tâm, cái phật tánh của mình, cái vô sự trí của mình thì bà bệ báo bà sẽ được coi như hưởng đức rất nhiều. Đây là cách chúng ta gửi tiền cho bà, mà gửi tiền không phải là gửi tiền thế gian mà gửi những cái phước đức để cho trợ lực cho bà. Đó là những cách mà chúng ta phải biết. Vì ở trong làng này cũng chưa chắc là quý vị đều lọt vào trong cái nhà giảng sanh được hết đâu nha. Dù nó có ba người, bây giờ có một người là bà bị báo là còn hai người nữa đó. Hai người nó sẽ lọt outside cái nhà giảng sanh đó. Thì đáng là tôi đi tu nó kinh nghiệm nó chưa có đến thì mình tích lũy công đức mình chuyển được. Còn nó đến rồi đó thì coi như đầu hàng. Có nhiều người hỏi tại sao mà biết ông hòa thượng không biết cái chú tiểu còn 7 ngày chết mà ông không nói, ông để cho chú tiểu tự nhiên qua thầy giảng vậy. Tôi nói tại vì nói rằng 7 ngày sẽ chết thì ông này ông làm là có điều kiện, ông đi tiếp cách ông làm, ông vì sợ chết ông mới làm thành có phước đức. Nhưng mà phước đức này là có gì, không phải là ba la mật, không phải là tự làm mà do mình sợ chết đó mình làm. Còn để cho chú tiểu đó về thăm mẹ đi con, thăm đi từng lễ là trở lại thăm sư phụ, tại vì đi tu mấy năm rồi chắc mẹ cũng nhớ. Nhưng mà để tự nhiên như vậy thì ổng thấy cái bài kiến ổng kiến nó bị nước cuốn nổi cái cây, ổng khiều vô để cho nó lội lên cái bờ, thì ổng cúng cái này là không có nghĩ tới cái chuyện trao đổi, không có chuyện trao đổi, còn cái kia là có sự trao đổi. Cho nên những người mà tự động họ tốt đó, là họ thấy người nghèo họ giúp, họ thấy cái chuyện gì cần giúp họ giúp, mà họ không nghĩ tới cái chuyện là làm như vậy để được sống lâu, làm như vậy được giàu, thì cái người nó phước nhiều hơn cái người mà bị bây giờ mình đang bị coi bị bắn nước si rồi mình cờ bạc rượu chè, mình đang giúp nợ người ta rồi bây giờ vô đây để mình làm cái gì đó để cho mình được xóa nợ, thì cái đó phước có nhưng mà ít. Bây giờ có đồng ý với thầy không? Cho nên cái gì đó mà những cái gì thầy họ không bao giờ nói rõ như vậy đó thì cứu rất là ít, mà để cho cái người đó tự phát cái tâm thì công đức rất là nhiều. Thành ra chú tiểu chú đi cứu bài kiến hoàn toàn là thấy tội và phát cho ông nghĩ rằng mình sắp chết. Còn ví dụ mình sắp chết mình nghĩ bảo ông nói mình đi làm kiếm công đức thì chuyện đầu cái người nó đi kiếm công đức để gì, để trao đổi với cái quà
lấy cái số chậu là cái quả nó cũng được, nhưng mà nó ít hơn là tự mình không có bị cái nạn gì hết, mình không biết mình sắp chết mà mình vẫn làm chuyện phước đức nha. Cũng như bữa đó mà thầy nói rõ và bị báo lên bánh chỗ con xã giới nữa, tại vì con sắp bị nạn là cái chuyện nó khác, còn tự động mà bữa đó sao bây giờ con ra hoài mà con thấy cho bây giờ con cũng lớn tuổi này cách giữ giới cũng được, không có gì xấu hết á, phải không? À, chỉ có cái giới nói láo là thầy khỏi biết mà sư phụ không biết thôi, thầy khỏi nói nó biết hết mà nó trong làng là ai cũng biết hết, không biết nó trong làng là không ai biết hết, có mình thầy khỏi biết. Thành bà quỷ báo bây giờ này bà đỏ là cũng tại thầy khỏi đó, phải nói xấu là tính đường cứu phản rồi, tại bà nó ra có hai ngày bà tới về thôi. Mà thầy khỏi thì biết rõ các âm mưu, biết cái thiết âm mưu này rất là lâu, biết không? Biết. Cổ nói với con là cổ mướn nhà rồi chờ ra rồi đã ở. Biết mướn nhà ra là ở mà chủ tịch này là ông làm con nói vậy hả? Dạ tại vì lúc đó có nói với con Đức, có nói với cổ là như vậy đó, mà cổ nói thôi, tức là cô bà báo muốn ở vừa nữa. Chứ mà chuyển trong chuyển hoài. Dạ đúng rồi, chuyển hoài. Phòng trong này vẫn giữ. Dạ, dạ, dạ. Rồi mai mốt rủ có gì cái là hấp lực chở vô đây. Nhưng mà đâu có dễ vậy, thấy không? Người tính đâu bằng cái nghiệp tính, thấy không? Thôi cứ để yên vậy đi, để tự nhiên đi. Hỏi con Đức nói. Tôi tưởng là thầy hỏi nó có thương bà, nhưng mà bữa tôi nó xử, tôi nói bà này đỏ rồi, không có cứu gì được, mà thấy nó rầu, nó bị vậy, không có gì cứu được hết nè. Nói để coi nó có thương không, tại vì hồi đó bà báo cho thầy hỏi biết chủ tịch, rồi bà dựa hơi chủ tịch rồi mới vô làm. Mà không thấy chủ tịch phải đưa vô, không đưa thì ở nhà cũng chết. Ai giữ mà già đây, thêm hai đứa nhỏ, thành thiện hội mới đẩy vô trong làng, thấy không? Thành ra là quả là tự động có nhau vô nhà thiện hội mới ở đó. Có nghe thiện hội là chủ tịch của cái làng này là nhau vô ở thôi, đúng không? Chứ không cần biết là vô ở đại gì thôi. Con không biết, con không biết như bây giờ thấy mặt. Tự nhiên là xuất hiện là không đi, mà phải trở lên làm được cho tôi ở thì tôi mới chịu thôi. Thì đi chọn vô ở vậy. Nói về bữa đi mướn nhà, bộ sao đâu có biết tôi đâu, nhưng mà con nghĩ bộ thôi, con dám nói ra cũng tội. Thấy hả? Dạ. Dạ bà cũng có những cái rễ rất là dễ thương, mà bà nói tôi bà nó khôn ngoan lắm. Bà mà không khôn thì làm sao mà lọt vô làm gì nữa. Dạ, tôi báo mà. Quý vị ngu thì quý vị phải đi làm kiếm cho được 15 ngàn mới mua được cái phòng nhỏ, thấy không? Rồi chết rồi mới bán cái thùng nhỏ ra để thanh toán những cái tiền này tiền kia, dư hoặc làm cũng dư hoặc là cho con cháu, phải không? Làm cái gì phải đi cài, còn bả chỉ cần lũi vô ngay nhà thì khỏi thôi. Rồi thì khỏi phải chở lên đây, rồi lọt vô ngay nhà đi. Nãy giờ tối giờ cháu ngoại cháu nội có ba nội tùm lum mà cũng không thua gì thì phải hỉ á, con nó cãi cổ lắm, giống như là thì phải hỉ thì con nuôi rất là nhiều, vợ nuôi cũng nhiều, mà bà này thì kiếm có cháu ngoại hỏi là tụi con cháu ngoại lên người ta không có bà ngoại nuôi. Mà trong này lấy làm được chứ ngoại tiền mới không hay, mới tiền thứ thì cứu được đâu, thì có cách thức bây giờ cách cứu, nhưng mà khỏi trời phải tu nữa, hết phước rất nữa, vậy thôi, chỉ uổng cái cơ hội là bả phải lọt vô cái nhà giảng sanh. Mà sư phụ đã nói là tôi không có lo được cho mẹ tôi thì tôi lo cô giống như là mẹ vậy đó, hứa hoài. Thành mỗi lần mọi về đó người ta cùng lên, bả sư phụ cũng lên nói, nhưng mà thương bả dùng cái tập khí của bả nhé, nhưng mà cũng người thương cũng nhiều đó chứ nha. So bả với thầy Đại Quán thì cũng bả cũng hơn nhiều, cũng nhiều người thương đó, thấy không? Cũng như là trong này ai muốn bả anh cứu bả thì đưa tay lên coi, ai muốn cứu tôi giúp tôi được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, cũng 20 mấy mạng. Còn hồi tôi hỏi ai chỉ cần một người xin thầy Đại Quán ở lại, không có mạng nào hết. Thì vậy là bà bị báo còn khác,
Rồi tôi vậy là tôi giờ nói là bà nghe hết rồi, nhưng mà bà đang bám theo cái sách bà đó, chút xíu nữa là giảng một trước một tiếng để cho bà biết, để bà vô đây là bà biết mình cứu bà như thế nào, mà cái đó tụi con cũng cần biết nữa để lo cho cha mẹ mình khi mà trở ngại cái chuyện giảng sanh. Là trong thời gian thương trung ấm này, bà sẽ đi qua các cái ải của quỷ thần, các ranh giới của những thổ địa như thế nào. Mỗi một vị thần nó có một cái thế giới riêng, mà cái đó hoàn toàn là bên hiển tâm không có dạy. Là tại sao có cái 7 lần 7 49 ngày, mà cái tình thất thứ ba này rất là quan trọng. Tình thất thứ ba này rất là quan trọng, và cái thất thứ bảy. Cho nên chút nữa thì tụi con lên đây lúc 11:40 mấy, thì ở trên này đó quý vị cũng chuẩn bị dọn thầy kia đi phụ giúp với thầy đại nhân, lo cái bàn linh cho bả đi đàng hoàng đi. Dạ thì hôm qua mình cũng phải có cho đàng hoàng, bả chứ không được trầm than bỏ cái. Tại vì bả đi cãi lời sư phụ mà bả ra hoài rồi bả không được giảng sanh. Rồi bây giờ mình đang cứu bả mà mình làm trầm than bỏ cái thì nó không đúng. Cũng như sau này thầy khuyến khích đệ tử càng đi ra hoài đi, dẫn đường trầm than bỏ cái, thành dẫn đường gắn huy chương. Không biết thì khoái, không có người nào không có giảng sanh thì không biết khỏi cái khiên trầm than bỏ cái. Không biết nó khỏe. Thì tự nhiên nó cũng khỏe. Rồi nói với ai cũng thương yêu bả, tôi dồn cái là hết 90% người ok với bả là ok rồi nha. Thì bả cũng ok đó, bả cũng còn cái phước báo đó nha. Quý vị ơi, có nhiều người ở trong trại tù cải tạo đó chết đó, rồi tới giờ này chưa có được một cái gì hết. Quý vị đã biết chuyện đó rồi, thầy đại nhân biết chuyện đó rồi đó. Không một tiếng kinh cầu, không có một cái dành tan, rồi khổ lắm. Bản gì vậy vẫn còn dư phước đó, chứ không có thiếu đâu. Mặc dù nó đi, nhưng mà nhớ kỹ nha, làm ơn nghe lời thầy nha. Có viết lên đây, quý vị viết từ giấy đưa cho tôi thôi, không đọc có số nợ. Tôi chỉ lên cho nói là bây giờ cái số nợ này ta đã là thành thật nói trước rồi, cái người này tôi sẽ dùng đó để mà coi như cho bà đó, để cho bà về khỏi làm, chứ đừng để bà thiếu nợ. Bà thiếu nợ thì thầy đưa không được, đó là sự thật, cái đừng có giấu. Nếu cái gì giấu là tưởng như không cần nói con số đó, giữ mặt mũi cho bà không nói, chỉ đưa cái đó cho thầy biết là như vậy. Là thầy cầm lên thầy nói, thầy nói với hơn bây giờ đây là cái số nợ này sẽ được chứng minh nè, trả không có đòi bà nữa, thấy không? Rồi cái hồn đức cũng phải là cái tiền nhà hoàng còn bao nhiêu mà lấy tiền tu quỷ tương trợ ra lo cho bà, để cho bà sạch nợ khỏi này đi thì bà mới lên được mũi trên. Ôi xin tất cả. Vì phải đòi chúng ta chuẩn bị đã. Bây giờ tôi thông báo trên mạng nè, ai mua xa mà nghe có nợ thì gọi vô cho tôi, có nợ thôi. Còn muốn đòi thì thầy đòi chúng tôi cũng là coi như là cùng ở trong một cái làng thì phải đóng góp để trả nợ cho bà. Tại vì nếu bà nợ là bà liệu được, không cái nào tôi cứu bà được hết đó. Là trong một cái điểm thì nó đi nó lại hoài đó, giống như WHO đó thì hỏi mà phải hỏi nó mà 3-0, 4-0 gì nó không có nợ, không có làm vậy là nó mới cho lên cái bài vô có nợ không vậy. Tới rồi con hỏi thử lại, hai tối tôi nói chuyện với con là con nói con phải báo nợ với tùm lum hết trơn á, nợ đi bác sĩ rồi cũng hay vậy á. Cái hỏi tôi Minh có nợ không? Ai muốn xóa nợ thì gọi sư phụ, mà ai muốn đòi nợ thì gọi Đức. Ai muốn xóa nợ đó thì cho cái Đức rồi gọi cho sư phụ, hoặc là đánh trả đánh vô bên chùa Tổng Nguyên Ác Nhà Hô Đắc Không. Còn ai muốn đòi nợ thì gọi cho Hồng Đức. Đức là đi nè, Hồng Đức trả cho nha. Mình phải như vậy để cho bà liên cái nợ đi, nói giờ bà nghe hết á. Chứ bây giờ nội cái đó là bà không đi đâu được. Bà đi không đi được không phải gì các chiên thiên hoặc thần cho, nhưng mà cái người này đó là chờ tới 49 ngày là đưa vô tù thôi, đưa vô ngục thôi. Mà trong thời gian này đó là khi mà cái người mà coi như không có nợ mà làm phước thì đi xuống dưới tới đâu người ta cũng kính trọng hết nha, đi tới đâu người ta cũng để giống như người có tiền vậy đó. Nhưng mà ngược lại bây giờ phải liên cái nợ cho bả, mới thương bả thật sự thầy mới cứu bả được nha. Muốn tội nghiệp sao mà mượn nợ hay thiệt thế. Con nghe nói
Muốn cái bà A trả cho bà B. Muốn bà B trả cho bà C. Chưa kể bác sĩ rồi, có Phượng kể con nó được cho thấu chở Phượng lên á. Phượng á thì bác kêu lại lại Lưu Âm đó. Đó. Tiếp này kêu lại kêu đấy. Đúng hay chứ. Lưu Âm là giữ nhà băng của bạn. Bữa cũng muốn mượn con rồi sao mà cái nói Lưu Âm sẽ trả lại cho con. Rồi Lưu Âm là coi như là cái người thế nợ đó. Cái lời Liễu Âm đi. Đó thì con Phượng á, con Liễu Âm, con Phượng nói với con á. Rồi con Phượng có mặt ở đây không? Rồi chút cổ ghé lại, cổ tốt trở lên, cổ đi nhà bạn cổ rồi. Nhưng mà cổ nói là đứa nợ bác sĩ chứ nó nhiều lắm, bác sĩ thầy thuốc rồi, mấy nhà bán thuốc rồi, có em con Liễu Âm. Phượng nói với con á, con cũng mới biết đây là tối rồi. Nhưng bữa nay thì mọi phải nói rõ là đi cứu bả, chắc bao xương thì còn nói. Không sao thì nó... Nói cho rõ đi cứu bả thôi. Sao? Nợ lặt nhặt thôi chứ họ cho mượn người vậy. Không biết nợ nhiều, không biết. Chứ người mấy ngàn thì họ mới xếp lại. Chắc người về trăm, nhà người về trăm. Nói quý vị, thật ra là quý vị thấy tức là khi bà sống mà đã thiếu phước rồi, thấy không? Mà mới đi mượn nợ. Thì bà gửi về cho mấy con cháu bà đó, cái đó là cái tội nghiệp của bà đó. Bà nói con cháu bà Việt Nam là có xe hơi hết. Có nợ huệ tiền không? Dạ chưa mượn được, không mới quen. Có gài rồi mà chưa được. Chỉ có gài mà chưa độ được. Rồi xuống quyền Liễu Âm trả lại. Thì bà nói với con là bây giờ bà còn thiếu nhà hoàng nhà. Liễu Âm kiếm cho cô đi. Rồi con mới gọi lên con Hùng Đức. Cô Hùng Đức nói không có được, cô không có đưa cho bà nữa. Nhà Hùng Đức con kêu thôi con không có đưa bà nữa. Thật ra thì tội nghiệp tôi nhờ cứu bà đó, thật là chúng ta làm việc bằng cách. Chút nữa tôi sẽ trở lại vào lúc 12 giờ. Tôi giảng về cái trạng thái một cái người mà chết ở, không có nằm ở trong cái ngôi tam bảo, rồi chết lại là đột tử, đột quỵ chết, không có biết luôn giờ giấc, rồi bị mổ xẻ, rồi cái người đó sẽ bị những vị quỷ thần, những cái vị mà thổ thần đất đai họ làm sao. Rồi cái người đã có quy y rồi mà làm sao là bước vào ngôi chùa, mà có những người không vào được là bị những cái gì. Cái đó là hoàn toàn là thuộc về mật tâm chứ không phải hiển tâm. Cho nên chút nữa tôi sẽ đem cái đó tôi giảng, không phải giảng cho quý vị, mà giảng cho cái tên trung ấm của bà Huệ Báo, để bà biết cách và bà trong thời gian này bà phải làm những cái chuyện gì đó theo lời khai thị của tôi là sư phụ của bà, để bà được về các cõi trời có Phật pháp. Đó là cái bài pháp 12 giờ cho tới lúc mà đón cái quan tài của bà thì nhà hoàng đưa vô, và sau đó tôi cố gắng trùng địa tạng và cúng cơm rồi cho bà. Rồi ngày mai là cái lễ di quan, là cái cúng thất 21 ngày. Và lý do tại sao cái thời gian mà chưa có làm lễ nhập quan phát tang hoặc là chưa lễ cầu siêu thì không được cúng cơm, và đồng thời phải chờ cho khi mà làm lễ xong mới được cúng, đó là những cái tôi sẽ giảng. Phật tử có cha mẹ còn tại thế thì biết rằng cha mẹ mình có những lúc phải cần tới những cái sự hiểu biết này để mà cứu cha mẹ mình nếu mà bị lỡ cái vấn đề nhập sanh. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Hồi hướng về chút nữa nhớ quý vị, 12 giờ tôi sẽ giảng về cách mà trung ấm di chuyển các vị thần mà cai quản các khu vực, từ cái thành phố này qua thành phố khác đều có những vị thần, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần coi về ăn uống, thần thì tất cả các vị thần đều có hết. Trong kinh Địa Tạng đều có nói rõ. Và trong thời gian 49 ngày này thì các loại quỷ thần cũng hiện ra vô số những cái mà để mà dẫn dắt cái thần trung ấm
đi vào trong ba cái đường ác, chứ không phải là ở lúc mà lâm chung đâu, mà thời gian 49 ngày này vẫn bị như thường. Đó là những cái mà tôi cũng mới vừa nghiên cứu thêm về trong cái mật tông đó. Rất là hồi hứa, cô sẽ hỏi cái gì? Cô Phiên ở con của bà báo gọi qua muốn nói chuyện với một chút. Ai? Cô Phiên con của bà báo á. Cô tên gì? Cô Phiên, Phiên, giống như phiên dịch vậy. Rồi, sư phụ ơi, sư ông nói chuyện rồi con. Hello. Dạ, Di Đà Phật. Con chào sư ông. Dạ. Sư ông ơi, lúc cơm bữa là làm lễ cho má con có cần làm cái gì không sư ông? Bên đây má con á là có người con nào bên Mỹ không? Con ruột. Dạ không. Dạ không, có mình con với em con à. Là ở Việt Nam. Dạ. Dạ. Tại vì bên đây ngày nào sáng tới giờ cũng có nhiều người nói xin cháu ngoại, cháu nội, rồi con nuôi tùm lum, thành ra cũng mười mấy người. Thành ra tức là đó là dạ. Má còn nhận con nuôi được thôi phải không? Chứ không phải là ruột phải không? Dạ. Rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Thì lúc 1 giờ, lúc 12 giờ con lên con nghe bài pháp thầy giảng. Sáng giờ này cũng tụng kinh để mà giảng cho mẹ con, nhưng mà lúc 11 giờ, lúc 1 giờ thì con lên online chuẩn bị đi, là nhà hoàng nó đưa quan tài là sư ông làm lễ nhập quan rồi phát tang. Thì con ở Việt Nam á, con xé một có hai người thì con nên xé hai cái tang rồi thầy phát tang cho con ở Việt Nam. Thì con lấy cái hình của mẹ con để lên bàn thờ cũng làm hương qua là hoặc là thầy sẽ phát tang cho con qua cái online. Con vô cái Facebook của sư phụ đó, sư ông á, thì thầy sẽ làm lễ cho con nha. À, nếu mà chút nữa là sư ông ơi, con báo với sư ông gì nè, con bây giờ là Covid ở đây, con không có đi đâu được, con ở chỗ nhà là mướn cho người ta, con đang ở chỗ nhà người ta. Tức là không có làm được luôn, có gì thấy nó không phải dễ. Dạ, còn chỉ có ấy sắp lại trong chùa không mà sư ông. Dạ, vậy là con cũng không phát tan được, dạ. Phải không? Rồi, tức là ở nhà mướn người ta không, dạ. Có phát tan. Sao nghe má con nói là nghe má con nói với mấy người bà con có xe hơi rồi nó giàu lắm mà sao khổ vậy? Ủa đâu có. Ủa. Cái đó là bà con á, còn con ruột là con là con ruột của bà kể với mới không là chứ ông ơi. Rồi bà kể là mấy đứa mình nó có xe hơi nhà lầu đồ dữ mà sao thế lại khổ như vậy không biết không? Đâu có đâu, vậy là nói ai rồi? Nó con ruột. Nói với cô Pháp Ngọc phải không? Dạ. Nói là con của tôi nó khá ở xa ở nhà lầu. Giờ con mới biết bởi vì thầy nghe tưởng vậy thì là phát tang. Cái bây giờ con ở nhà mướn mà cô Bích Thổ cho thôi để tang trung tâm đi thì rất là đơn giản. Dạ. Sợ người ta ngại thì mình cắt miếng vải đen nhỏ nhỏ cũng được, kẹp lên ngay ngực được không? Để làm lễ cho má con bay vui. Được không? Dạ, một bạn. Rồi. Kiếm miếng giải rồi lấy cái clip nào nó kẹp ngay cái áo là sư ông phát tang cho mẹ con vui nhé. Dạ, lúc đó là 1 giờ hay sao? Sư ông, 11 giờ con bắt đầu con thấy là quan tài của chuẩn bị đưa vô đó. Thì 1 giờ 15 là làm lễ đó. 1 giờ 15 giờ của bên Mỹ giờ ta đi. Sư ông bây giờ đang nói chuyện với những người nào mà mẹ con còn mắc nợ là sẽ ông thấy kiếm lại luôn trả nợ hết cho mẹ con để cho mẹ con mới được siêu. Ở đây sẵn sàng trả nợ cho mẹ con rồi lo hết tất cả những cái gì mà mẹ con còn thiếu đó. Mà tại nãy nghe nói là cô Pháp Tập nói là con cái còn khá quá, sư phụ đến rồi điện thoại về nói con chuyển qua để trả nợ. Bây giờ nghe con nói về chết quá luôn. Pháp Tập là cô nào con không biết nữa. Thì con đâu có nghe bà. Cô có bắt đầu là bạn của má con, bạn ở bên bà Mỹ. Thì bạn tâm sự nó nói là mấy đứa con nó giàu lắm. Thì nó sẽ ông cũng nói một chút nữa là con gọi qua để nói cho chủ nợ học chứ ghép lại đây cũng cỡ mười mấy người. Để con chuyển qua một mà nghe con vậy thì thôi, thì ông nói thôi con nó cũng khổ quá, nó ở nhà mướn rồi. Để đi bên đây sẽ ông cách trả cho. Nhưng bây giờ tưởng ở nhà đầu xe hơi đó thì hãy trả cho mẹ. Con bạch với sư ông là con làm mướn chứ không phải là cái làm mướn. Con đi làm mướn. Dạ, làm mướn nè, dạ. Dạ, dạ. Thế cho nên con về trong má con nói ra con cũng không hiểu. Con cũng trình với sư ông vậy. Thì sư ông hoan hỷ. Không có đâu, thương mẹ con không có sao đâu, nói
chứ đâu làm ra lo là mẹ con ở đây thì ai cũng thương mẹ con, người cái hoàn cảnh không có ai thì nói chuyện là cũng lo cho mẹ con. Thì bây giờ chút nữa con lên trong cái thao cái xe ông đó con coi trong cái phép lúc cái xe ông á nha, thì coi cho làm lễ rồi. Thôi bây giờ vậy thì chút nữa con biết nha, 1:15 đó thì bắt đầu làm lễ cho mẹ con, 1:15 trưa đó nha. Rồi xin chào con rồi. Dạ con chào ông. Rồi con. Rồi chúng ta hồi hướng rồi chúng ta xuống ăn sáng rồi chuẩn bị dọn bàn thờ đồ hôm qua rồi để mà chuẩn bị để đón cái quan tài của cô vệ báo. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin tạm biệt và gặp lại quý vị lúc 12:00 để bắt đầu nghe pháp giảng cho cô vệ báo và sau đó là cái lễ nhập quan phát tang bữa nay tại làng Di Đà, Indio, miền Nam Cali. Trân trọng kính chào.